Hôm nay đi chơi vui không? Có, nhưng mà em khát nước quá. Khát nước á? Thế để anh đi mua nhá. Đợi anh một tí. Là thằng nào? Em đang đi đổi cướp thì thằng này nó cứ hỏi em nhà vệ sinh đâu. Ôi em sao? Bị dài rồi. Bị rồi là đau nữa. Chú nói cái gì? Cô ngồi xuống đây. Có chuyện gì đấy? Cô ngồi xuống đây đã. Tôi có chuyện muốn nói. Có chuyện gì thì để chiều em ngồi xuống đây. Có chuyện gì thì anh nói nhanh lên. Cô nhìn lại cô xem. Tôi làm sao? Mới sáng sớm ngày ra lại giày cao gót, rồi váy thì ngắn tún đến cả đùi, ngực này hở hết ra, rồi son phấn lè lẹt. Cô xem có được không? Sao lại không được? Bây giờ nhá, cô đã là người có chồng rồi, con lớn rồi, không còn như ngày xưa nữa đâu. Anh cũng phải xem lại bản thân mình. Tôi làm sao? Anh đi sớm về khuya, anh suốt ngày anh nhậu nhẹt thôi. Ngày xưa tôi bị mù tôi mới lấy anh đấy. Mẹ làm sao đấy? Con thể muốn yêu mẹ thì có gì nữa? Không phải việc của mày. Chả thế à? Ngày xưa nhá, mẹ còn bị mù mà bố vẫn yêu mẹ. Bây giờ mắt mẹ sáng rồi, mẹ định qua cầu duyên bán ra. Được, cái thằng con nói đúng thế đấy. Con của bố. Đúng là con của bố của khác. Chào em. Em ơi. Dạ. Em chào anh. Anh nghe anh cần mua gì ạ? Lấy cho anh một con iPhone 3 Pro Max đời mới nhất bây giờ. iPhone 13 Pro Max đúng không anh? iPhone 3 em ạ. iPhone 3. Anh có nhầm không? Bên em bây giờ chỉ còn có iPhone 13 Pro Max thôi anh ạ. iPhone 3 thì không có. iPhone 13? Em đùa anh nhỉ? Làm gì mà ra nhanh thế? À, iPhone 13 ra rồi mà ông không biết. Ông thì chết đuối rồi ạ. Đâu, anh mới ở trong tù ra. Mới đây mà đã 10 năm trôi qua rồi.